chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng mình. Hơn 35 pha đá phạt penalty khó có thể tái hiện trong bóng đá. Bruno Fernandes ghi bàn thắng quyết định cho MU ở trận tứ kết Europa League bằng cách đánh lừa thủ môn Copenhagen khi thực hiện quả phạt đền quen thuộc. Như thường lệ, anh đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Điều đáng nói, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thay đổi thói quen trước khi đá phạt đền của mình khiến đối thủ Karl-Johan Johnson của Copenhagen bối rối và không thể bắt bài. Điều dễ nhận thấy nhất là kể từ tháng 2, Fernandes luôn nhảy cao ở bước chân cuối trước khi sút bóng từ cự ly 11m. Nhưng vào trận đấu này, anh chỉ đơn giản là chạy đà và giơ chân sút. Thủ môn Johnson đã bất lực trong việc ngăn chặn cú sút và đó là bàn thắng quyết định đưa thầy trò Solskjaer vào bán kết Europa League. Cùng điểm lại hơn 35 pha đá phạt penalty khó có thể tái hiện trong bóng đá nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ ghé shop Meter Zero được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Trong bóng đá, có thể nói những tình huống đá penalty là một loại kỹ thuật cơ bản nhất của môn thể thao vua. Nhưng đồng thời, nó cũng đi kèm theo với thứ áp lực tâm lý và bản lĩnh khủng khiếp nhất. Nó yêu cầu bạn phải là một người có thần kinh thép, phải thật vững vàng, lạnh lùng để đứng vững trong mọi hoàn cảnh để thực hiện cú đá một cách tốt nhất. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm lại top những pha đá phạt penalty ấn tượng khó có thể tái hiện trong bóng đá. Có rất nhiều những cầu thủ có những phong cách đá penalty rất độc và lạ và rất khó để đoán bắt, như Bruno Fernandes chẳng hạn. Ở trận bán kết Europa League mùa giải 2019-2020 giữa Man United với Sevilla, tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện cú đá 11m theo kiểu nhảy chân sáo, hướng bóng về góc cao khung thành và đánh bại hoàn toàn nỗ lực cản phá của người gác đền bên phía đại diện Tây Ban Nha. Memphis Depay cũng là một trong số những cầu thủ có khả năng sút phạt đền cực tốt và đôi lúc có sự khác biệt trong cách đá của mình để tạo sự bất lực cho đối phương. Như tình huống này, tiền đạo của đội tuyển Hà Lan thực hiện cú đá Panenka vào chính diện khung thành, dễ dàng hạ gục thủ môn Wojciech Szczęsny trong chuyến làm khách của Lyon trên sân Juventus Arena tại lượt về vòng 16 đội Champions League mùa giải 2019-2020. Trong số những người sút penalty xuất sắc nhất thế giới, chúng ta không thể bỏ qua cái tên Lionel Messi. Ngoài khả năng thực hiện những cú đá 11m đã được khẳng định, Mbunga còn là người sáng tạo ra rất nhiều những tình huống sút bóng khó có thể tái hiện lần thứ hai. Andrea Pirlo có thể coi là một trong những người giỏi và thành thạo nhất khi đứng trước những quả penalty và về phong cách đá, nó rất đa dạng và cực khó để bắt bài. Ở loạt sút luân lưu định mệnh giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Anh tại tứ kết Euro 2012. We'll be right back.
Paul Pogba là ngôi sao lớn nhất mà Man United đang sở hữu và anh đồng thời cũng là người lĩnh án tiên phong trong các cú sút penalty của Quỷ Đỏ trước khi Bruno Fernandes đến. Ở tình huống đá phạt đền này, tiền vệ người Pháp đã thực hiện cú đặt lòng chính xác vào góc cao cầu môn trong chiến thắng 3-0 của MU trước câu lạc bộ Young Boys ngay trên sân khách tại vòng bảng Champions League mùa giải 2018-2019. Với Lionel Messi, anh có rất nhiều những phong cách đá penalty riêng biệt mà đối thủ không thể ngờ tới. Khi thì quyết đoán, lúc thì lại đậm chất nghệ sĩ nhưng lại vô cùng hiệu quả. Ở một trận đấu Barcelona làm khách trên sân của AC Milan tại Champions League, siêu sao người Argentina đã rất tỉnh táo khi chờ đợi thủ thành của Rossoneri di chuyển trước rồi mới thực hiện cú đá 11m vào chính diện khung thành một cách rất đơn giản. Zlatan Ibrahimovic cũng như rất nhiều tiền đạo danh tiếng khác, khả năng sút những quả phạt đền của anh luôn được đánh giá ở mức rất cao. Ở tình huống này, ngôi sao người Thụy Điển đã thực hiện chính xác cú đá Panenka trên chấm 11m của mình, dù cho đó là một động tác sút khó và cần một kỹ thuật cực tốt để có thể thành công. Bruno Fernandes từ lâu đã được cho là một chuyên gia trong những cú đá penalty. Trong trận gặp Watford trên sân Old Trafford ở mùa bóng vừa qua, Bruno Fernandes đứng trước một quả phạt đền và với pha đá theo kiểu Panenka đã trở thành thương hiệu, cựu sao Sporting Lisbon không mấy khó khăn để ghi tên lên bảng tỷ số. Harry Kane không quá khi khẳng định rằng anh là một trong những tiền đạo sút penalty tốt nhất thế giới hiện nay. Những cú đá mạnh, quyết đoán, không cần quá màu mè là đặc trưng trong những pha sút luân lưu của cầu thủ đang chơi bóng cho Tottenham. Những cú đá 11m theo kiểu Panenka đã trở thành trào lưu trong giới bóng đá ngày nay. Một xu thế mà mọi cầu thủ đều muốn áp dụng và Lionel Messi không phải là ngoại lệ. Mới nhất, trong màn tiếp đón Atletico Madrid hôm ngày 1 tháng 7 vừa qua,
Mbunga đã có cú sút Panenka hoàn hảo khi đối diện với Jan Oblak mang về bàn thắng cho các cầu thủ Barcelona. Vừa rồi là top những tình huống đá penalty xuất sắc nhất và khó có thể tái hiện trong bóng đá theo lựa chọn của chúng tôi. Còn lựa chọn của các bạn là gì? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới video để tiếp tục ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. My skin, but it's hard because I